Dunkleosteus vs Deinosuchus, con nào sẽ thắng? Admin nghiêm túc rất vui khi được gặp lại các fan hâm mộ cuồng nộ của bạn có biết. Hôm nay chúng ta sẽ ngược dòng về quá khứ, tìm hiểu về trận chiến giữa hai loài quái vật cổ đại Dunkleosteus và Deinosuchus. Như thường lệ, chúng ta hãy xem qua sơ yếu lý lịch của từng con nhé. Dunkleosteus là một chi cá da phiến đã tuyệt chủng, từng tồn tại vào cuối kỷ Devon, tức khoảng 382 đến 358 triệu năm trước. Các nhà khoa học cho biết, loài sinh vật khủng khiếp này là loài cá lớn nhất đại dương trong kỷ Devon. Chúng giống như những chiếc xe tăng ở dưới nước vậy. Loài cá lớn nhất trong chi này là Dunkleosteus heroli, có thể đạt chiều dài lên đến 9,1 mét, nặng từ 3 đến 4 tấn. Chúng là những sinh vật săn mồi hàng đầu trong thời gian tồn tại của mình, sẵn sàng tấn công bất kỳ con mồi nào trong tầm mắt. Deinosuchus có nghĩa là cá sấu khủng khiếp, có gốc từ tiếng Hy Lạp cổ. Chúng đã từng sinh sống cách đây 80 đến 73 triệu năm trước, tức cuối kỷ phấn trắng. Nghiên cứu cho thấy Deiner có tốc độ lớn tương tự loài cá sấu hiện đại, nhưng có thể duy trì trong thời gian lâu hơn. Nó có thể sống đến 50 năm. Deinosuchus cùng với Sutcosuchus và Purosaurus là ba loài cá sấu lớn nhất trong lịch sử, với chiều dài khi trưởng thành đạt 12 mét và nặng khoảng 8,5 tấn. Deinosuchus là loài săn mồi hàng đầu, thậm chí có thể giết được cả khủng long bạo chúa T-Rex. Cá bọc thép không có răng như các loài cá khác, thay vào đó chúng sở hữu hai bản xương sắc bén và cũng bọc thép, hình thành một cấu trúc như mỏ chim. Chúng mở và đóng hàm chỉ trong vài phần trăm giây, với lực cắn đạt 3,6 tấn. Điều này giúp nó có thể cắt xé con mồi cũng có lớp da bọc thép như mình. Deinosuchus sở hữu chiếc hàm to và dài giống như cá sấu alligator ngày nay, chứa những chiếc răng lớn và sắc nhọn. Lực cắn của chúng là mạnh nhất trong các loài cá sấu, áp lực lên đến 10 tấn. Chúng có thể dễ dàng cắn bể mai rùa hoặc nhai gãy xương con mồi. Dunkleosteus có cấu tạo vô cùng đặc biệt, đầu và ngực được bao phủ bởi các tấm xương như bọc thép. Lớp xương này bảo vệ nó khỏi hàm của những con cá mập cùng thời. Cá bọc thép là nỗi khiếp đảm của cá mập và nhiều loài sinh vật biển khác thời tiền sử. Cá sấu khủng khiếp cũng có lớp giáp cứng rất khó xuyên thủng ở phần thân trên, trải dài từ đầu cho đến đuôi. Điểm yếu của nó là phần thân dưới không được bảo vệ bởi giáp. Thậm chí ngay cả lớp giáp phía trên cũng không thể bảo vệ nó hoàn toàn khỏi chiếc hàm của cá bọc thép. Điểm mạnh của cá bọc thép là có hàm lớn và bọc xương, lực hàm đủ mạnh để gây sát thương cho lớp da của cá sấu. Điểm yếu là có kích thước chỉ bằng một nửa đối thủ, vì có lớp giáp nặng nên nó không thể bơi nhanh. Ngoài ra vây và phần thân sau không được bảo vệ bởi giáp. Deinosuchus có thể tấn công vào những phần đó của cá bọc thép để chiếm ưu thế. Ngoài ra, điểm mạnh của Deiner còn là to lớn hơn gấp đôi, có lực cắn siêu mạnh, tốc độ bơi của nó cũng lên đến 32 cây số trên giờ. Từ các dự kiện vừa qua thì theo mình, khả năng chiến thắng của cá sấu Deinosuchus sẽ nhỉnh hơn so với Dunkleosteus. Tỷ lệ chiến thắng của cá sấu khủng khiếp sẽ là 60% và của cá bọc thép là 40%. Còn các bạn thì sao? Hãy comment tên con nào sẽ thắng và giải thích tại sao nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.